Thanh Tùng xin kính chào toàn thể các cô chú, các anh chị đã theo dõi kênh Lục Quyền Cầm BTT. Thì ngày hôm nay một cái nhân vật mà Thanh Tùng rất là mến mộ trong cái làng cổ nhạc, mà có thể nói là Tùng đã biết đến anh từ những cái năm 2005. Tùng đi hội diễn cơ. Thì ngày đó thì Tùng rất là mê cái tiếng đàn của anh ấy. Đấy là nhạc sĩ Tiến Liêm. Ngày xưa anh ở đoàn Tài Lương Tây Đô Cần Thơ. Bây giờ anh ấy cũng đã là về, xin về. Và anh ấy đang làm việc ở Kiên Giang. Ngày hôm nay là mình sẽ hòa tấu với anh ấy, tại vì nghe anh đàn hay quá cho nên buộc mình phải lôi cái đàn xến ra mình đàn với anh ấy một cái hai lớp xuân tình 1 và 4. Thì mời anh chị em cùng thưởng thức tiếng đàn của nhạc sĩ Tiến Liêm và Thanh Tùng nhá. Thank you.
Thank you.